Xin chào tất cả quý chị các bạn, chào mừng chị quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô qua sử dụng. Và em là Cảnh, đại diện bán hàng tại Từ Quý Auto ở địa chỉ số 95A đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Ngày hôm nay thì thay vì lên sóng giới thiệu với những sản phẩm xe hạng C thì em Cảnh xin phép được cập nhật qua với những sản phẩm xe phân khúc hạng B cũng như là có một số những sản phẩm hạng A để mọi người có thể tham khảo qua. Thì tuần vừa rồi của anh chị như thế nào? Chúng ta có đi ra ngoại hay là tìm kiếm những cái sản phẩm mới hay không? Lần này thì em thấy thị trường xe ô tô cũng đang có những cái tín hiệu khá là tích cực. Cũng có rất nhiều anh chị phản hồi về những cái sản phẩm, ví dụ như là trong khuôn tiền từ 500-600 hoặc là những cái sản phẩm xe hạng B đời cao. Thì ngày hôm nay thì em xin phép được điểm qua với anh chị những cái sản phẩm hạng B nhà em đang có nhé. Với những cái sản phẩm xe hạng B thì hiện tại bây giờ chủ đạo là những cái mẫu sản phẩm xe của nhà xuất Hyundai, Hyundai Accent. Accent hiện tại bây giờ thì em đang có những cái tông màu chính, ví dụ như là màu đen này, màu bạc, màu vàng nâu. Thì bắt đầu từ những cái sản phẩm đầu tiên. Đây là Accent sản xuất năm 2022, bản máy 1.4, bản đủ ATH sản xuất năm 2022, đăng ký tên tư nhân, biển số gốc tỉnh. Và em này của em thì chạy được là 12.000 km, màu bạc, nội thất là hai màu. Đây là bản đủ thế hệ mới nhất hiện tại bây giờ anh chị nhé, màu bạc. Cái tông màu này thì sẽ có nhiều anh chị thích và sẽ có nhiều anh chị không ưa. Đó, cũng là phù hợp với nhu cầu mỗi cá nhân thôi. Như em này thì so với những tông màu chính, ví dụ như là màu đỏ hoặc là màu trắng, thì em bán dưới những tông màu đó, đâu đó khoảng từ 5 đến 10 triệu. Đó là cái mức giá mà chúng ta có thể so sánh xem là độ hợp lý như thế nào. Đó, như em này thì em bán với tầm tiền 500. Sản xuất năm 2022, rất là mới anh chị nhé. Cùng là một cái sản phẩm xe đời cao thì em có một chiếc xe Accent màu nâu. Em này của em là sản xuất năm 2021, đăng ký tên tư nhân, biển số gốc tỉnh, cũng là bản đủ anh chị nhá, màu vàng nâu. Thì cái tông màu này thì chúng ta nhận định qua, ví dụ như màu này thì bác nào mà mệnh kim đi cũng rất là hợp này. Có như em này thì đang được giữ trong tình trạng nguyên bản toàn bộ, cũng không có độ đạc thêm pha gì thêm cả. Đó, nguyên bản như nhau. Và em thì có hai chiếc xe cạnh nhau đây, là màu đen và màu vàng nâu, thì là cùng đều là một năm sản xuất, 2021 anh chị nhá. Đều là 2021, đều là những cái sản phẩm bản đủ. Đó, mọi người có thể cân đối qua. Như em màu vàng nâu này thì em là sản xuất năm 2021, còn em màu đen như này thì là biển thành phố anh chị nhá. Cũng là sản xuất 2021 nhưng mà là biển thành phố. Đó, như em này thì tài chính bây giờ trong khuôn tiền cũng trong khuôn anh cầm tiền gần 500. Bên cạnh ngoài cùng là chiếc xe Accent đời 2019 bản tiêu chuẩn. Như em này của em thì sản xuất, đăng ký tên tư nhân, biển số gốc tỉnh. Và đây là thế hệ form cũ chị nhá. Form cũ thì chúng ta chỉ cần nhìn qua cho em về hệ thống mặt ca lăng này, hệ thống cụm đèn của xe thì chúng ta có thể nhận diện được. Và hơn hết là trên những bản form mới thì có bộ mâm nó nhìn trông điệu đà hơn. Bên cạnh đây là chiếc xe Hyundai Grand i10 máy 1.2 và em này của em được sản xuất năm 2019 đấy chị ạ, màu xanh cửu long đó. Và với tầm tiền hiện tại bây giờ thì em này đang được chào bán mức giá trên 350, cũng rất là hợp lý với khuôn tiền 300 và mọi người có thể cân đối về chạy kinh doanh vận tải dịch vụ cũng rất là hợp lý chị nhá. Rồi, với những cái khu vực mặt tiền có những cái sản phẩm, ví dụ là Kia Swift bản X đời 2019, một mẫu xe mà có kiểu dáng rất là ưa nhìn, đó, màu bạc. Khuôn tiền của em sẽ tổng tiền bây giờ nhỉnh hơn 400 đó. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm ví dụ như là Honda City bản 1.5 CVT. City là một mẫu xe đô thị có kiểu dáng cũng khá là đẹp. Em thì em thích, nếu mà hạng B em đánh giá chiếc xe này. Và chiếc xe Accent là có kiểu dáng đẹp, đó, nam tính thì cũng rất là phù hợp. Như em này của em là sản xuất 2019 biển tỉnh anh chị nhá. Và xe này thì mới lăn bánh được có 39.000 cây thôi, 38.000 cây. Mức giá cho em này là 469 triệu. Bên cạnh là chiếc xe Accent form cũ bản đủ. Đây là chiếc xe form cũ chị nhá, form cũ đời 2019 biển tỉnh, xe chạy 31.000 cây đó, màu vàng nâu. Đợt này thì em còn lại là 3-4 xe form cũ thì mọi người có thể cân đối
Cô tiền bây giờ chỉ trong tầm tiền hơn 400 thôi, hợp vừa. Và ngoài cùng là chiếc xe Vios bản G. Vios bản G em này của em là sản xuất năm 2019 đó, cùng phân khúc với cả chiếc xe City, cùng năm sản xuất. Thì mọi người có thể ngó nghiêng qua ba chiếc xe này xem là chiếc xe nào phù hợp. Và khẳng định luôn là những cái sản phẩm này về với đơn vị của em thì em đã kiểm tra rất là kỹ lưỡng rồi, chất lượng xe thực sự là ổn định và chuẩn chất đó. Quý chị nào đang có nhu cầu với những cái sản phẩm xe hạng B đừng ngần ngại nhá, cứ tham khảo qua. Và nhà em có nhu cầu mua thêm rất là nhiều cái sản phẩm xe lướt đã qua sử dụng, anh chị có nhu cầu sang nhượng chuyển đổi, alo cho em Cảnh nhá, em Cảnh sẽ hỗ trợ anh chị ạ.